Không chỉ có giọng hát, Gereye còn khiến nhiều người hâm mộ bởi khả năng chơi nhạc cụ và sáng tác xuất chúng. Gereye tên thật là Đoàn Thế Lân, sinh năm 2000 tại Quảng Ngãi. Với niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ, anh được gia đình ủng hộ khi theo đuổi nghệ thuật. Năm 2014, Thế Lân đăng ký tham gia chương trình Giọng Hát Việt. Với giọng hát độc đáo khi thể hiện ca khúc Hà Nội Trà Đá Vỉa Hè, anh đã thuyết phục được huấn luyện viên Lam Trường bấm chọn. Đoàn Thế Lân tham gia nghệ thuật từ nhỏ. Về với đội Lam Trường, Thế Lân được ví như bản sao nhí của anh hai khi có phong cách và cách hát khá giống bố. Với nhịp điệu tốt, rất chắc chắn nên Thế Lân thể hiện rất tự tin trong phần thi của mình. Kết hợp với đó là phong thái và khả năng làm chủ sân khấu khá tốt, nhờ vậy mà Thế Lân luôn được huấn luyện viên Lam Trường ủng hộ. Nhờ đó, Đoàn Thế Lân lọt vào top 9 của chương trình Giọng Hát Việt 2014. Tuy nhiên, điều này lại vô tình gây ra rất nhiều tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng Lam Trường thiên vị, nhiều lần đưa Đoàn Thế Lân vào vòng trong dù anh chàng sinh năm 2000 sở hữu giọng hát không hay, lượng bình chọn thấp. Trong top 9 cuộc thi, Đoàn Thế Lân gây nhiều tranh cãi. Sau khi rời khỏi chương trình Giọng Hát Việt, Thế Lân không có nhiều hoạt động, thay vào đó là âm thầm trau dồi kỹ năng để theo đuổi con đường âm nhạc. Năm 2016, tái xuất trong chương trình Sing Me Song, giọng ca trẻ chinh phục hoàn toàn 4 huấn luyện viên và khán giả bằng ca khúc tự sáng tác mang tên Và Tôi Đi. Với một ca khúc vui tươi, tràn đầy năng lượng do chính anh chàng sáng tác, dường như Đoàn Thế Lân đã thay đổi sau 2 năm vắng bóng. Trở lại chương trình Sing Me Song, Thế Lân dường như thay đổi khi vừa hát hay lại có khả năng sáng tác tốt. Phần thi của ca sĩ nhí nhận được nhiều lời khen từ 4 huấn luyện viên. Với tài năng thể hiện rõ trên sân khấu, Thế Lân được các huấn luyện viên tranh về đội. Huấn luyện viên Giáng Son nhận xét cô không nghĩ ca khúc này do một thí sinh 16 tuổi sáng tác. Huấn luyện viên Đức Trí cho rằng sự kết hợp giữa giai điệu và hòa âm trong ca khúc này vô cùng thông minh và chuyên nghiệp. Huấn luyện viên khó tính Lê Minh Sơn cũng khẳng định đây chính là ngôi sao của Sing Me Song. Trước những lời khen của các huấn luyện viên, Đoàn Thế Lân quyết định về đội của Nguyễn Hải Phong vì đã hâm mộ nhạc sĩ này từ lâu. Phần thể hiện xuất sắc của nam ca sĩ sinh năm 2000 đã nhận được cơn mưa lời khen từ huấn luyện viên. Ở vòng sáng tác 24H, anh giành số điểm cao nhất từ hội đồng chuyên môn, nhưng vận may không mỉm cười với chàng trai sinh năm 2000 khiến anh phải dừng bước sớm. Việc Đoàn Thế Lân bị loại khỏi Sing Me Song khiến nhiều khán giả thất vọng. Bởi lẽ, ca khúc Giờ Em Đã Yêu thí sinh mang đến cuộc thi đã chiếm được rất nhiều cảm tình của người xem, trong đó có các huấn luyện viên, đặc biệt là nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Phải sớm dừng bước trước nhiều đối thủ mạnh như Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Công Nam, nhưng không thể phủ nhận tài năng của chàng trai 16 tuổi này. Dù là ca khúc được huấn luyện viên yêu thích nhưng M.